Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Trong video ngày hôm nay em lên đây giao lưu với anh em là hai mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu Oren. Và hai cái mẫu sản phẩm này đều là những chiếc đồng hồ thuộc kích thước size mặt và form size là mẫu dành cho nữ. Rồi ở đây sẽ có hai mẫu nó khác màu thôi. Khác màu thôi các bác nhé. Còn lại thì hình thức bên ngoài và cỗ máy thông số như nhau. Tình trạng của hai em này đó là tình trạng mới 100%, đầy đủ hộp sổ linh kiện nhé. Sẽ có hai phiên bản cho anh em lựa chọn. Anh em có thể thấy đây, một phiên bản màu mặt nâu mạ vàng hồng Rogol, một phiên bản màu mặt đây màu trắng mạ màu vàng chanh, vàng tươi đấy, khá đẹp ha. Đó, rồi chúng ta sẽ đi chi tiết về từng chiếc một. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Oren nữ có mã hiệu là RN-AG này 0727i, giá niêm yết của hãng đang là 34.000 yên, thì xấp xỉ đâu đấy trên dưới 7 triệu cho cái chiếc đồng hồ này. Đó, rồi chúng ta sẽ có là một mặt dial màu nâu này, chi tiết nhám khá là đẹp. Rồi thiết kế 3 kim, một ô cửa sổ tim 1/1 hớt được đặt ở góc 9 giờ. Đó, một cái chi tiết nội cơ khá là đẹp ha. Rồi một dòng chữ Oren Automatic được đặt ở 12 giờ này. Kim cọc của những cái chiếc đồng hồ nữ này thì là kim cọc giờ kẻ vạch và có hai múi giờ chính là 12 giờ và 6 giờ. Sẽ là kim cầu giờ La Mã. Rồi ở đây sẽ có là chi tiết nữa đó chính là check xuống hướng 6 giờ. Đấy thì sẽ có một dòng chữ Japan này, đồng máy F6T22. Thì phiên bản này đợt này em săn về được cho các bác là phiên bản Nhật nội địa. Đó, sản xuất và lắp ráp tại Nhật nhé. Rất là nhiều anh em rất thích mua cho chị em những phiên bản Nhật nội địa. Đấy, tại vì anh em nếu đã săn bản Nhật nội địa rồi thì anh em đeo bản Nhật nội địa thì chị em cũng phải đeo những phiên bản Nhật nội địa. Đó, cho nên là đợt này thì em cũng săn được cho anh em. Đây là một chiếc phiên bản Nhật nội địa nhá. Hai chiếc đều là phiên bản Nhật nội địa có hai tông màu. Rồi phần kính của chiếc này là một phần kính khoáng cứng có hiệu ứng kính cong một chút nhá. Hiệu ứng kính cong trông nó làm nổi bật cái mặt dial này đấy một chút. Rồi phần thân vỏ của phiên bản này thì là phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng chống gỉ 316L. Đó, rồi sẽ được mạ vàng hồng Rogol trên phần thân vỏ. Về cái phiên bản này thì nó sẽ có một cái độ bóng bẩy về phần thân vỏ, người ta hoàn thiện rất là tốt. Cho nên là về phần thân vỏ nó sẽ tôn lên được cái vẻ đẹp của mặt dial của chiếc này. Đấy, về phần thân vỏ ha, làm rất là tốt. Rồi ở đây sẽ có thêm một cái núm chỉnh được đặt hướng 3 giờ này. Núm chỉnh này thì làm cũng rất là tỉ mỉ khi được phẩy bóng toàn bộ. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái bộ dây, dây da, dầu vân gạt 6 màu nâu. Cùng tông màu với cái mặt dial và phần thân vỏ, một cái khóa xiên này từ thương hiệu Oren. Phần đáy của phiên bản này thì sẽ có ghi là Made in Japan, bản Nhật nội địa, Epson. Rồi stainless steel water system của chiếc này, chúng nước cơ bản 30 mét nước nhá. Có ghi đầu máy F6T22 trên phần đáy và phần búa văng của cỗ máy chiếc này. Có ghi là chuyên tiêu ở đây chính là số chân kính 22 chân kính nhé. Chiếc đồng hồ nữ này có đầy đủ những chức năng như là lên có tay và dừng kim dây. Một phiên bản rất là thích hợp. Đây sẽ cho các bác xem này. Có chức năng dừng kim dây nhé khi chỉnh giờ. Rồi có lên có tay, hỗ trợ lên có tay cho các bác. Kích thước size mặt của chiếc này thì rơi vào đâu đấy tầm 16 nhá, 16. 16 thì phù hợp với đại đa số cổ tay của chị em rồi. Đấy, cổ tay của em là cổ tay 16.
thì chị em có thể đeo cổ tay, bất cứ cổ tay chị em nào cũng đeo được, trừ chị em cổ tay hơi nhỏ quá thôi, quá thì đeo nó sẽ hơi thô một chút. Thế nhưng mà em tin chắc rằng với kích thước size mặt như thế này thì rất là dễ đeo. Đó. Chị em rất là dễ đeo ha. Giá thành của một chiếc đồng hồ nữ này thì em đang gửi đến cho các bác là 4 triệu 500 nghìn đồng cho một phiên bản. 4 triệu 500 nghìn đồng nhá, đến từ thương hiệu Oren. Cực kỳ đẹp. Đây là cái mẫu màu nâu. Đó, rồi chúng ta sẽ có một phiên bản màu trắng. Đấy, vỏ màu. Đây. Chị em thích những cái mẫu mà nó sáng hơn một chút thì chị em có thể cho lựa cho mình cái chiếc này. Đấy, màu vàng chanh. Màu vàng tươi khá là đẹp, sáng hơn. Rồi đây sẽ có một mặt dial màu trắng. Đấy, kim cọc cũng là màu vàng chanh luôn, màu vàng tươi luôn. Đấy, cực kỳ đẹp ha. Đó, ở đây sẽ có cái bộ dây da vân cái sáu cũng cái tông màu nâu, nâu sáng hơn nhé, sáng hơn là cái chiếc kia. Rồi cũng có khóa xiên này. Mã hiệu của em này đó chính là RN gạch AG 0728S. Giá niêm yết của hãng cũng là 34.000 yên. Đây phần đáy của phiên bản này ha. Đấy, thì em lên tay ở đây chính là lên tay tượng trưng thôi. Đấy, để anh em hoặc là chị em cân đối về cái phiên bản này nhá. Nó giá cũng là 4 triệu 500 nghìn đồng. Thì trong video ngày hôm nay em lên đây gửi đến cho các bác về hai phiên bản này. Thì các bác nào quan tâm về một trong hai hoặc là quan tâm về cả hai thì bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732 822. Em sẽ là người tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo.